Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 1, tại quảng trường phố Đinh Lễ, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ Chào Xuân qua biên giới và Liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2024. Dự chương trình về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Về phía Trung Quốc có các đồng chí Triệu Thụy Quân, Bí thư Châu ủy Hồng Hà, các đồng chí lãnh đạo chính quyền nhân dân Châu Hồng Hà, đại diện một số cục ban của Châu Hồng Hà, lãnh đạo Đảng, chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà. Tới dự còn có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường và đồng chí Triệu Thụy Quân, Bí thư Châu ủy Hồng Hà phát biểu nhấn mạnh, chương trình giao lưu văn nghệ Chào Xuân qua biên giới và Liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2024 là hoạt động ý nghĩa, bắc thêm những nhịp cầu hữu nghị để cùng vun đắp mối tình thắm thiết Việt-Trung, cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bước vào giai đoạn mới, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Trong chương trình, nhân dân địa phương của hai nước thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng, giới thiệu về quê hương đất nước mình, ngợi ca tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc với không gian ngập tràn sắc xuân, hương xuân đón chào năm mới do gần 100 nghệ sĩ diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai và các nghệ sĩ diễn viên Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam-Trung Quốc thể hiện. Em thấy chương trình nghệ thuật ngày hôm nay rất là thú vị bởi vì là mình được giao lưu với các nền văn hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc với nhau. Em cũng hy vọng là sẽ có thật nhiều hơn nữa những cái chương trình giao lưu như này để hai nước có thể tăng thêm cái sự gắn kết về mối quan hệ giữa hai quốc gia với nhau và phát triển hơn được về kinh tế và du lịch. Chương trình là một trong chuỗi các hoạt động giao lưu trao đổi hợp tác về nhiều ngành, lĩnh vực có ý nghĩa chính trị, ngoại giao, văn hóa lớn giữa hai địa phương, hai quốc gia, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị bền chặt của hai nước Việt Nam-Trung Quốc.